Hey, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình thực hiện vlog này để trình bày về tiến trình cài đặt hệ điều hành SanTop 7 thuộc chuỗi series Linux của mình. Trước khi bắt đầu vlog thì như thường lệ, nếu như bạn thấy video này có ích thì xin vui lòng gửi tặng mình một like, đồng hành subscribe kênh và nhấn vào chiếc chuông nho nhỏ bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi mình ra vlog mới nhất. Nào, mình cùng bắt đầu nhé. Ok, thì như tiêu đề vlog mà bạn nhìn thấy thì hôm nay mình sẽ trình bày về cái tiến trình cài đặt hệ điều hành CentOS 7. Thì trước khi mà tiến hành cài đặt cái phần mềm CentOS hệ điều hành CentOS 7 thì mình cũng cần phải download cái source code nó về. Thì mình lên chính trang chủ của CentOS là centos.org/download và mình sẽ chọn cái phiên bản nó phù hợp với cái của mình. Thì trong cái trường hợp này thì Bảo đã tiến hành download rồi và nó là phiên bản CentOS 7 x86. Và Bảo sẽ tiến hành dựng ở trên một cái thiết bị là workstation VMware. Rồi, lúc này Bảo sẽ tạo ra cái máy ảo mới thì mình cứ tạo như bình thường thôi. Còn nếu như mà mình cài máy thật hay như thế nào đó thì nó sẽ tiến trình là mình sẽ boot vào trong USB. À, đây thì trường hợp này thì Bảo sẽ làm trên máy ảo. Và Bảo sẽ chọn luôn cái email mình cài đặt CentOS 7. Nó sẽ tự detect ra ha. Còn trong trường hợp mà mình không muốn thì mình chọn vô là mình sẽ cài đặt cái operation system sau. Và lúc này Bảo sẽ chọn vào Linux và cái phần của mình chọn nó sẽ là CentOS 64 bit, CentOS 7 64 bit. Rồi mình sẽ đặt cho nó cái tên ha. Thì Bảo hay đặt theo cái nhu cầu của mình. Rồi Bảo sẽ đặt theo nhu cầu của Bảo. Và lúc này sẽ cho nó một cái nơi để nó chứa thông tin. Rồi, thì Bảo thường đặt ở đây một cái host. Rồi ở đây thì đang có server 2 rồi. Giờ cho server 3 luôn. Rồi bấm next. Đã có hai mà chuyên xem problem xem name. Server 3 sao xem name được ta, đang có cái nào xem name đâu. Hot server 1, server 2. Đấy, server 1, server 2. Rồi. Hot đặt cái coi. Đây, như thế này luôn. Rồi, vậy thì lúc này mình sẽ chọn cái ổ cứng cho nó. Thì trong trường hợp này á thì mình để cơ bản là 20 GB thôi. Thì tại mình chỉ ghi nhận cái tiến trình lại thôi. Rồi, ở đây thì mình sẽ slip cái virtual disk thành nhiều file. Thì lúc này có nghĩa là nó sẽ không lấy liền của mình 20 GB mà nó sẽ lấy từ từ, nó lấy vừa đủ cho nó xài cái đã. Và nếu có lấy nhiều hơn thì lúc này nó sẽ tạo ra nhiều file hơn cho mình. Và trong trường hợp mình chọn ở trên thì nó lấy đứt luôn cả 20 GB dành riêng cho cái máy ảo này, thì tùy mọi người ha. Rồi thì Bảo bấm next. Bảo này Bảo sẽ custom thêm cái phần hardware. Thì ở đây để cho tiến trình nhanh, Bảo sẽ chọn 4 GB. CPU thì ok, cho lên 2 core luôn, cho hỗ trợ ảo hóa Intel ADM cũng như là CPU performance counter. Rồi cái phần này thì sẽ chọn cái file ISO, thì Bảo sẽ chọn file ISO CentOS 7 của Bảo. Cạc mạng chọn cạc NAT. Cạc NAT có nghĩa là trước khi cái máy ảo này đi ra được ngoài internet thì nó sẽ đi qua cái bọc mạng, qua cái IP ảo bên trong của cái VM với cái máy thật của mình. Rồi cái printer Bảo không cần, bỏ đi nha. Rồi cái phần display cũng không cần luôn. Rồi lúc này để cho nhanh hơn nữa hả, ok cho 8 GB luôn. Rồi 4 CPU, 8 GB, ok là. Rồi bấm finish. Rồi vậy lúc này mình đã có được một cái máy ảo CentOS 7 với cái name là CentOS 7 server. Thì Bảo đã có hai cái khác rồi. Rồi lúc này Bảo chỉ việc start nó lên thôi, tại vì đã bỏ vô hết rồi. Rồi lúc này cái tiến trình của mình cài đặt á, thì ngay chỗ này á thì nó mình sẽ có rất là nhiều lựa chọn mà mọi người thấy nó sáng lên nè. Ví dụ như mình muốn test cái file hoặc là test cái gì đó sau đó mới install sau trường hợp thì cũng được, có nghĩa là load lên giao diện CentOS chơi nghịch thì thoải mái. Còn trong trường hợp này thì mình sẽ tiến hành install cái CentOS 7 lên ha. Thì lúc này cái quá trình nó sẽ tiến hành cài đặt cho mình, và mình sẽ ngồi chờ nó để nó load lên cho mình và mình tiến hành cài đặt thôi. Đây là quá trình load của bên cái phần cài đặt. Rồi thì nó khá là mất thời gian.
Thì lúc này mình trong quá trình đó thì mình cùng xem coi là CentOS 7 thì nó sẽ như thế nào. CentOS 7 là thuộc về một cái họ được gọi là họ Red Hat. Thì bản chất thì như mọi người đã biết, Red Hat là một cái hệ điều hành là cũng là unit, nhưng mà nó tính phí về mặt subscription support. Còn về CentOS thì nó là một bản free và mình có thể custom là nó nhiều, nhưng mà tuy nhiên thì bản sẽ ổn định nhất tới giờ thì Bảo nhìn thấy nó là CentOS 7. Rồi thì sau khi nó load xong thì nó sẽ hiện màn hình chào và mình có thể chọn ngôn ngữ. Thì ở đây thì Bảo cứ để default là English và bên này English. Rồi bấm continue để tiếp tục. Rồi lúc này mình sẽ setup một vài thứ. Thứ nhất là về phần desktop thì mình phải click chọn về cái phần ASEAN, Hồ Chí Minh City, Hồ Chí Minh City. Rồi này bấm done. Keyboard thì mình sẽ là English, ngôn ngữ hỗ trợ. Rồi mình sẽ chọn software, rồi mình sẽ chọn là minimal install, có nghĩa là đây chỉ là cái giao diện command line thôi. Và khi mà mình làm giờ hệ điều hành Unix hoặc là làm trên CentOS nó chỉ là Ubuntu thì đa phần Bảo cũng chỉ chọn cái phần gọi là minimal nhất, có nghĩa nhỏ nhất của nó. Rồi sau khi mà mình chọn cái minimal install xong á thì mình sẽ chọn tới cái nơi mà mình cần lưu trữ. Thì ở đây thì Bảo sẽ chọn vào cái phần gọi là installation destination và Bảo sẽ chọn vào trên cái phần ổ cứng này nha. Rồi refresh ra coi sao cái này. Rồi chọn vào phần ổ cứng này thì có hai phần, một là automatic conversation partition, có nghĩa là mình sẽ cho nó tự lựa chọn cho nó tự lựa chọn cái cách mà nó sẽ chia cái phân dùng ổ đĩa của mình. Nhưng trong trường hợp này á, thì mình sẽ chọn cấu hình bằng tay là I will configuration partition, và lúc này mình sẽ tiến hành bấm tiếp done. Thì nó sẽ hỏi mình, ở đây mình cũng sẽ done thôi và mình sẽ tiến hành ở đây đây như thế này. Rồi tức đem new ok ha. Rồi đây click here to đem automatic, có nghĩa là nó cần cái phân vùng PowerPoint. Và khi mình tạo ra như thế này á, thì nó sẽ tạo ra ba phân vùng. Vùng thứ nhất được gọi là vùng boot, boot này là dùng để boot vào công hệ điều hành của mình. Vùng thứ hai là dấu xịt, này có nghĩa là nơi chứa toàn bộ dữ liệu của hệ điều hành cũng như là những cái file mà mình sẽ làm việc. Warp, warp này là gọi hay còn gọi là hiểu nôm na giống như là RAM ảo á, và có thể mở rộng sau khi cài đặt, và thông thường thì mình nên nó là nhân hai cái bộ nhớ RAM hiện tại lên. Đó. Thì hiện tại giờ Bảo đang để 8 GB nha. Bảo đang để 8 GB thì khá là dư rồi, cứ để này thôi. Rồi mình bấm done và lúc này mình sẽ nhìn thấy cái tiến trình này nha, và mình apply change. Và sau khi mình apply change xong á thì mình sẽ tiến hành được là về phần net network, mình có thể tiến hành là bật cái cạc mạng lên sẵn luôn nha. Qua đây bật cái cạc mạng lên sẵn, bấm done và cuối cùng là begin install. Và lúc quá trình begin install này á thì mình sẽ có setup được cái phần root password hoặc là user mình tạo ra. Thì ở đây Bảo muốn nhanh chóng đơn giản thì Bảo chỉ cần tạo khẩu password thôi nha. Rồi như thế này. Rồi đây là mật khẩu yếu từ 1 tới 8 thôi, khá yếu nha. Đây mật khẩu có một ký tự cũng khá yếu luôn. Thì lúc này mình cần phải có những cái mật khẩu nó mạnh mẽ hơn. Đây như thế này, đây là một cái tổ hợp mà gần như là ký tự viết hoa, viết thường, số, ký tự đặc biệt, mã, dấu cách hay là dấu phẩy, dấu chấm hay như gì đó thì nó được ghi nhận là đây. Nhưng mà trong trường hợp setup đơn giản nhất thì thôi mình sẽ chọn cái đơn giản nhất là 1 2 4 5 6 7 8. Đó. Và lúc này cái này mình có thể change được nhé, nghĩa là lúc sau mình muốn change cái bát này mình vẫn change được. Rồi thì sau khi mà mình làm xong thì mình bấm done và nó báo được rằng là cái password này rất là yếu, rồi có muốn đổi nó không. Còn nếu mà không muốn đổi thì bấm done thêm lần nữa, rồi bấm done thêm lần nữa là xong. Vì mình sẽ chờ cái tiến trình này nó cài đặt xong thì quá trình cài đặt này Bảo sẽ cho nó chạy nhanh hơn một tí, thì mọi người đợi tí ha.
Ok, hình như mọi người đã nhìn thấy thì lúc này nó báo trạng thái là complete, đã hoàn thành rồi. Thì lúc này bảo sẽ bấm reboot lại để khởi động lại cái máy ảo này, và mình sẽ tiến hành login vào bên trong hệ điều hành của CentOS. Rồi, lúc này thì quá trình boot sẽ được diễn ra và mình sẽ có thể login vào qua giao diện command line, ví dụ như password lúc nãy, cái tài khoản root lúc nãy và cái password mình đã đặt ở đây. Rồi, thì lúc này mình có thể xem coi là cái phần thông tin của mình đúng là đây là CentOS Linux version 7 à, cũng như những cái thông tin khác mọi người đã nhìn thấy. Ok, thì Bảo vừa mới hướng dẫn mọi người cái tiến trình cài đặt một hệ điều hành CentOS ở trên VMware, và nó sẽ làm tương tự với trên máy tính thật, ngoại trừ cái việc gọi là trên VMware thì mình chỉ import một cái file ISO gọi là ISO vào, còn trên máy tính thật thì lúc này mình sẽ làm thông qua một cái USB. Rồi, hy vọng là mọi người thấy cái này là có ích cho những các bạn rồi là đang tìm hiểu cơ bản về Linux. Trước tiên là mình cứ cài đặt trước đi cái đã ha. Rồi, hẹn gặp các bạn ở vlog tiếp theo.